mới nhất tại Nói Rèn Em Thảo. Ngày hôm nay bên em đã làm xong được những mẫu dao để đưa tới các bác anh nhà mình. Dòng dao nhíp trắng và dòng dao nhíp đen. Thì đầu tiên ở video này thì em sẽ lên cho các anh nhà mình một mẫu dao yếm đây ạ. Mẫu dao yếm này thì được các bác nhà mình sử dụng rất là nhiều luôn, nhất là các bác ở trong Nam. Đấy, các bác mà đang cần một mẫu dao yếm để các bác nhà mình chặt dừa đây, hoặc là các bác nhà mình chặt gà, chặt vịt, dọn vườn thì đều ok luôn cho em nhá. Con này thì bên em sẽ làm sống 4 ly các anh ạ. Bản rất là to và đẹp như này. Đấy, ngày hôm nay thì em sẽ làm được có 4 con tay cán bùn và 3 chốt đinh này, chắc chắn rất là chắc chắn luôn. Con này thì báo giá luôn cho anh nhà mình ở video ngày hôm nay nhá. Bình thường các bác đang phải mua với giá là 300.000 đồng. Thì ngày hôm nay ở video này em sẽ gửi tặng các bác với giá là 260.000 đồng cho một con và bao phí ship tới tận nơi luôn. Dòng nhíp trắng của Nhật này sử dụng mãi mãi luôn, không bao giờ bị reset luôn nhé các anh nhé. Đấy, và 260.000 đồng. Ngày hôm nay em sẽ tặng kèm cho các bác một món quà nữa, đó là một viên đá mài để các bác nhà mình mài dao này, siêu sắc bén luôn. Còn về đây là dòng Pam Giang này các bác này. Dòng dao Pam Giang này thì em sẽ có 25cm này, 30 và đã 35cm là dài nhất. Như con này thì các bác nhà mình sử dụng để chặt gà, chặt vịt, chặt xương chân giò thì đều ok luôn cho em nhé. Sống cũng là 4 ly ạ. Con này thì bản của nó được khoảng tầm 5cm thôi, nhưng mà thì chặt rất là đầm tay luôn. Tay cán mun, 3 chút đinh sáng choang như này, và khâu đồng thổ cẩm ạ. Dáng này thì bên em sẽ làm dáng hơi lượn một chút. Con này thì ngày hôm nay cũng báo giá luôn với các nhà mình sẽ là 250.000 đồng và bao phí ship tới tận nơi luôn. Cũng đều em cũng sẽ tặng kèm cho các bác thì mình một viên đá nhá, khi mà các bác đặt hàng trực tiếp vào video này. Viên đá này thì bình thường các bác đang mua với giá là 50.000 đồng, ngày hôm nay em tặng luôn các bác ạ. Còn con dài nhất đây, dài nhất thì sẽ là 35cm ạ. 35cm, giá ngày hôm nay giao lưu với các bác cũng sẽ là 280.000 đồng và bao phí ship tới tận nơi luôn, tặng kèm một viên đá như này nữa các bác anh ạ. Về bên này thì sẽ là dòng dao thái ạ. Đây là dòng dao thái thì em sẽ có dòng tay cán mun và dòng tay cán muồng. Như ngày hôm nay thì em sẽ làm được có 3 con cán muồng ạ. Con này thì sống bản rộng 6 phân và dày 1 ly. Chuyên thái cho em nhá, thái thịt luộc, thái rau củ quả, hoặc là các bác nhà mình bổ dưa, gọt hoa quả luôn cho em. 200.000 đồng. Ngày hôm nay video này em gửi tặng các bác với giá là 150.000 đồng cho một con. Đây ạ. Rất là dài và đẹp nhá. Con này thì tổng chiều dài từ nửa đến cán nó phải rơi vào khoảng tầm 60cm các anh ạ. Đấy, phù hợp cho các bác nhà mình thái này. Còn nếu mà bác nào anh nào mà thích sử dụng sang mẫu dao thép đen nhá, thép đen thì các bác nhà mình sử dụng sang mẫu này ạ. Em sẽ có cả phi lê đây ạ, phi lê thép đen đây. Các bác nhà mình thái thịt, lóc thịt này, lóc thịt heo, lóc thịt trâu bò này. Con này thì giá ngày hôm nay cũng sẽ giao lưu là 150.000 đồng. Còn bác nào anh nào mà thích bản to hơn thì các bác sử dụng sang mẫu dao bầu đấy ạ, dao bầu bản to. Con này thì sống dày 2 ly, cực khỏe luôn các anh ạ. Tay cán mun, con này thì bên em sẽ làm một chốt đinh ạ. Và trên lưỡi dao thì đều có chữ Thảo VS các bác anh ạ. Và dòng này thì nó sẽ là một dòng nhíp đỏ của Nga, một dòng nhíp tốt nhất để các bác nhà mình sử dụng nhá. 200.000 đồng, tặng kèm một viên đá và bao phí ship tới tận nơi luôn. Đấy, bác nào anh nào mà thích dao bầu thì chốt luôn cho em. Còn con này thì sẽ là con dao vừa băm vừa chặt cho em nhá. Tức là nó là dao chặt gà chặt vịt đấy. Con này thì sống là 4 ly, lưỡi dài 25cm chưa tính cán ạ. Được các bác sử dụng rất là nhiều luôn. Đấy, ngày hôm nay em làm được có 2 con thôi các anh ạ. 2 con để làm mẫu. Tay cán mun này, 2 chốt đinh như này. Giá ngày hôm nay cũng sẽ là 200.000 đồng, tặng kèm một viên đá và bao phí ship tới tận nơi luôn. Còn phía trên này nhá thì sẽ là dòng Pam Giang cán. Đây là mẫu Pam Giang mẫu phổ thông được các bác sử dụng nhiều nhất, bởi vì con này chặt nó rất là khỏe luôn. Các bác nhà mình có thể chặt gà, vịt, chặt xương chân giò, hoặc là thậm chí là chặt xương trâu, xương bò luôn. Thì mẫu này thì em sẽ có từ 30 và 35cm. Như mẫu em đang cầm trên tay đây, con này thì sẽ là lưỡi 35cm các anh ạ, sống 7 ly. Con này thì rất là dày luôn. Các bác nhà mình chặt xương trâu, xương bò, chặt gỗ cứng, chặt tre già thoải mái luôn cho em ạ. Tay 3 chốt đinh sáng choang và tay cán bùn này, rất là chắc chắn luôn, nó là mẫu dao hàng đặt nhá. Thì cái này về các bác nhà mình cứ test thử, chặt xương, chặt cây ok, thoải mái, sau đó mới phải thanh toán tiền. Và giá ngày hôm nay sẽ là 350.000 đồng cho một con. Đấy, còn bác nào mà thích loại nhỏ hơn, ngắn hơn thì các bác sử dụng sang 2 năm. Đây ạ. Như con 2 năm này bác nào mà chặt gà chặt vịt thì các bác sử dụng con 2 năm này là vừa tay cho em này. Giá của nó sẽ là 240.000 đồng. Đặc biệt là em sẽ tặng kèm cho các bác nhà mình một viên đá mài khi mà các bác đặt hàng trực tiếp vào video này nhá. Đấy, bác nào anh nào mà ưng mẫu này các bác có thể chụp ảnh gửi qua Zalo cho em ạ. Còn con ngắn nhất này thì sẽ là 20cm. Đấy, các bác nữ là các bác gái mà đang làm bếp đấy, các bác mà cần một con dao vừa tay để các bác chặt xương thì chốt luôn cho em con này nhá. 200.000 đồng. Đây ạ. 200.000 đồng trên một con thôi. Còn tiếp tới thì về bên này sẽ là dòng dao quắm này các bác anh này. Mẫu dao quắm này các bác nhà mình
phát đường phát giấy, ở trong Nam thì các bác hay gọi là mẫu rựa đây ạ. Đây, mẫu rựa đây. Con này thì sẽ là mẫu rựa cán mun. Con này để các bác nhà mình phát đường phát giấy này, dọn vườn, chặt cây thì quá là ok luôn nhá. Nhíp đảo của Nga. Con này thì bên em sẽ làm sống 6 ly. Tổng chiều dài thì nó sẽ rơi vào khoảng 60 cm ạ. Tay quấn đồng rất là đẹp luôn, tay cán mun nhá. Các nhà mình có thể làm sưu tầm luôn cho em. Bình thường các bác đang mua với giá là 400.000 đồng. Ngày hôm nay ở video này em gửi tặng các bác với giá là 350.000 đồng cho một con. Đấy, ngoài ra thì em sẽ có cả cán mun, à cán hương đây, cán hương đây các bác này. Con cán hương này thì bên em sẽ làm sống dày hơn một chút nhá. Đấy, bác nào anh nào ưng con này thì giá của nó sẽ là 400.000 đồng. Còn đây là dòng dao mèo đi rừng này các bác anh này. Đây, dao mèo đi rừng nhá. Bác nào anh nào mà thích dáng này, chốt luôn cho em 250.000 đồng thì ngày hôm nay chỉ còn 200.000 thôi. Đấy, ngày hôm nay thì em sẽ làm được có 4 con. 4 con nhé các bác anh nhé. Còn bác nào anh nào mà thích cái loại nhỏ hơn, mỏng hơn, con này thì được khoảng tầm 4 đến 5 ly thôi. Dóc cành, phát đường phát giấy các bác sử dụng ít hơn thì các bác sử dụng con này 150.000 đồng cho một con thôi. Thật sự là quá là rẻ luôn. Còn về bên trên này nhá các bác nhá, thì ngày hôm nay em cũng làm được mấy bộ dao, mấy bộ dao bếp. Đây là hai bộ cán bùn, phần trên là hai bộ cán hương này các bác anh này. Nhíp đỏ của Nga. Thì những bộ này thì em đã báo với các bác nhà mình rất là nhiều ở video, hầu như là video nào cũng có rồi. Một bộ của nó thì sẽ gồm có một con chặt đây ạ. Một con to nhất để các bác nhà mình chặt xương này. Một con thái để các bác nhà mình thái thịt, lóc thịt cho em. Và một con đây, con nhỏ nhất để các bác mình gọt hoa quả nhá, thái rau củ quả. Đây. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi tặng các bác một bộ này với giá là 350.000 đồng. Tặng kèm luôn cho các bác nhà mình một con dao nhỏ để các bác gọt hoa quả luôn nhé. Con dao nhỏ này bình thường các bác đang mua với giá là 100.000 đồng. Ngày hôm nay em tặng luôn các bác ạ, 350.000 đồng. Một bộ gồm một chặt, một thái, một lóc thịt và một con gọt hoa quả luôn. Tặng kèm luôn một viên đá trị giá là 50.000 đồng nữa. Đấy, 350.000 đồng và em sẽ bao phí ship tới tận nơi cho các bác anh nhà mình luôn. Còn đây là bộ bếp cán hương ạ. Bộ bếp cán hương này thì nó là hàng nó là bộ đặt chất lượng nhất mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu với các bác ạ. Bộ này thì bình thường các bác đang mua với giá là 600.000 đồng ạ. Một con to nhất nhá, chặt xương. Con này thì quá là đầm tay luôn rồi. Mẫu này thì em đã bán cho các bác nhà hàng rất là nhiều luôn nhá. Các bác làm quán đấy. Con này thì bản rất là to và đẹp như này. Chất liệu sẽ là nhíp đỏ của Nga. Đấy, một con này nó phải rơi vào tầm 8 lạng. Và đây là con thái này. Các bác có thể vừa thái vừa băm luôn cho em nhá. Cán gỗ hương, quấn đồng rất là chắc chắn luôn. Và đây là con lóc này. Bộ này thì bình thường các bác đang mua với giá là 600.000 đồng. Thì ngày hôm nay ở video này em gửi tặng các bác với giá là 500.000 đồng cho một bộ. Đặc biệt là em sẽ tặng kèm cho các bác một con gọt hoa quả đấy ạ. Gọt hoa quả, con dao tặng cũng phải là dao xịn luôn nhé các bác anh nhá. Đấy, 500.000 đồng tặng một dao và tặng một đá và bao phí ship tới tận nơi luôn. Và ngoài ra thì em sẽ có cả mẫu dao mèo nữa. Dao mèo hàng đặt nhé các bác anh nhá. Đấy, các bác anh nhà mình mà đang xem video này của em, mà các bác mà đang quan tâm tới những mẫu dao hàng đặt, thì các bác nhớ đừng quên nhấn like, nhấn chuông và nhất là đăng ký kênh của em để đón xem được hàng nghìn những mẫu dao mới nhất tại xưởng Loren bên em ạ.